Vào khoảng 17 giờ chiều ngày 8 tháng 12, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Tân Chánh Hiệp 21, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người thương vong. Chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 51F06274 lưu thông trên đường Tân Chánh Hiệp 21, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 hướng về Tô Ký với tốc độ nhanh. Khi gần đến bệnh viện quận 12 bị mất lái lao sang làn đường ngược lại, tông liên tiếp 4 xe máy trên đường và hất văng 4 người đi xe máy xuống đường. Chiếc ô tô này tiếp tục lao lên vỉa hè, tông và cuốn hai nữ công nhân đang đi bộ vào gầm. Ngay sau đó, chiếc xe lao vào trước bậc tam cấp của một nhà dân rồi dừng lại. Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền, 16 tuổi, quê Thừa Thiên Huế bị ép chặt giữa xe ô tô và bậc tam cấp tử vong tại chỗ. 3 người bị thương nặng chuyển đến bệnh viện 115.